Chào các bác nhé, chào tất cả các bạn nhé. Lâu lắm rồi từ đợt Tết đấy các bác nhỉ, rồi từ đợt Tết xong rồi em lại cũng đi làm xuống cái kia này, cũng không có thời gian để về luôn các bác, vì sau đợt Tết đấy vẫn là bắt đầu dịch, nó bùng phát dịch đấy các bác, sau đợt Tết là dịch nó bùng. Nên là ở nhà thì cũng bị, ở dưới kia chỗ em ở thì cũng bị như cả khu phố luôn, nhà này cả làng cả xã bị luôn đó, gần như là nhà ai cũng bị hết rồi, dịch nó bùng căng quá các bạn, em cũng không về được, với công việc nó cũng ở dưới kia nó cũng bận, nó không về được các bạn. Chim cò để nhà là bố chăm thôi. Đấy, có đôi mào năm ngoái đấy, sinh sản đấy các bạn này, em về chưa thấy lót ổ đâu. Đợt này dế nó hơi, dế nó không có các bạn, đợt này lạnh nên là nuôi dế nó không lớn được các bạn, nó không có dế luôn, không có dế cho con này ăn luôn các bạn. Em nghĩ là chưa có mồi tanh nên là nó chưa sinh sản đấy các bạn, mỗi hoa quả với cám thôi. Đây, trà than năm ngoái đấy các bạn, con này bây giờ lại căng lại hot cả ngày rồi đấy các bạn này. Đây là mấy con mào non, này là mào non ổ cuối vụ đấy các bạn, có ba con bố em to chỗ này luôn, ba con này bố em chưa tách nha, có mấy đôi này bố em tách ra sinh sản đấy mà, bố em thấy nó ở ghép cặp với nhau ấy. Tối nó ngủ với nhau bố em tách ra mấy đôi, tách ra mấy đôi mà chả biết trống mái sao, nhìn như thật sự chả biết được các bạn. Bên này thì cũng có một đôi, bên này có một đôi nhưng mà con này nó đánh chết với con kia rồi, nó đánh chết với con mà nó đuổi nhau đánh. Tối thì lên ngủ với nhau, đánh nhau xong một lúc lại lên này nằm với nhau, lại trúng đầu với nhau mà cứ đuổi đánh nhau đấy. Này là chè than có được hai đôi, em tách ra được hai đôi mà nó bị chết với một con mái, thế là còn có mỗi đôi này thôi. Hiện tại để trống lại thừa, chết mất một con trống một con mái. Để nó thiếu hụt mất một ít các bạn. Mới về tối hôm qua, bên nhà ngoại em đang có tang, có một đôi này với ông tách ra nữa, đôi này khá là đẹp, màu khá là cao các bạn. Mà có một cái chân con này không hiểu vì sao mà nó, đây này nó hơi mười, chân nó phồng, nó bị hai cái ngón trỏ giống của mình, gọi là ngón trỏ đấy các bác, nó cứ sưng lên các bác. Cho nó xem. Đây các bác, hai ngón trỏ nó bị sưng nữa đó, chả hiểu bị sao luôn nữa. Đấy, này, đấy nó sưng lên như thế, như kiểu nó muốn đứt ngón này, bạn sưng vù lên, nó sưng lên nhiều quá các bạn, không hiểu bị sao. Hai ngón hai chân các bạn nhá, nó sưng nó bị đau rồi các bạn này. Mà bây giờ bắt nó thì để xem được kho nó nhảy loạn lên, nó cứ lao nó tuông cái lồng, em lại sợ nó đau chân nên thôi chả bắt nữa. Cho nên trước có một số một câu nuôi nuôi từ bé trước Tết để mang về nuôi ở kia nuôi chơi ấy. Nên là hôm Tết mang về cho ở đây luôn các bác, có một ít con chim cu bé nữa. Quốc. Nói chung là không có thời gian để mà về mà
ở trong cái lồng AV được, thì ở nhà bố em chọn cho bố mới tắm nhào để tắm đấy các bác. Ở kia là có một số con chim chim cu đấy, con cu đấy. Con chim cuốc này bây giờ chiều nó hay ra nó đánh không? Mấy con sẻ nhật, sẻ nhật với hai con chim chim di di cầu đấy các bạn. Sẻ nhật này trước là có một đôi bố mẹ với một đôi con, nhưng mà nó lại chết mất con bố với một con trống, nên là còn mỗi hai con mái thôi. Mỗi hai con mái mà không biết mỗi con bỏ vào đây nó có sống được hay không. Đây là mấy con bồ trào các bác này, hai con bồ trào. Đây có một đôi mào nữa các bác. Đây là một con than non lên các bác nhé, than non lên trống. Trước là 5 con và thế là dư mất được hai đôi, em ghép hai đôi thì dư mất đôi này, à dư mất con này cho nó ra đây. Nó bị chết một đôi đôi than, hơi tiếc đôi tự nhiên nó bị chết không hiểu sao chết mất các bác. Đây, con lửa mái đấy các bạn, con lửa mái cái đôi em nuôi non lên đấy mà nó cũng chết mấy con trống nữa, đây, còn mỗi mình con mái này thôi. Con bồ câu này, con bồ câu này nhìn nó to tướng các bạn. Lồng AV thì sơ xác rồi, cây cối nó bây giờ nó cũng với sau cái mùa Tết này nó dụng lá nó đâm chồi các bác. Cái cây bên vườn đằng sau kia em định làm khu sau kia nhưng mà cũng chưa làm được các bác, cứ hẹn làm nhưng mà cũng chưa có thời gian mà làm được các bác. Đấy các bác, nó cũng sơ xác hết cả rồi. Con này các bác, con này không hiểu sao nó cứ đánh ấy đấy, nó cứ đánh con màu khác, nó đánh chết mất con đôi của nó rồi. Bây em ghép nhà mà chả biết ghép đúng trống mái hay không. Đây là mấy con em khuyên này, nay kiểu nó nhát người hơn các bác nhá, kiểu mình không có thời gian mình chăm nó chơi nó nhiều ấy, bây giờ nó nhát người hơn trước nhiều rồi. Nhưng ngày trước nó cho nó thuần nhìn thích đấy các bác. Sao đấy, con nào lấy nhìn vàng ươm đấy các bác. Nhìn hóa cả mắt đây, chẳng biết con nào con trống con mái luôn đây. Đấy các bác. Bên này bồ câu đang gù. Mới sáng mai thức dậy các bác, sáng mai thức dậy thì nghe con mấy con cu gáy, hai con cu gáy này nó gáy inh lên này. Cu gáy rồi chè than mấy loại chim khác nữa. Nói chung là loại nào cũng sáng mai sớm mai cũng gáy các bác. Cũng gáy cũng hot. Gáy hot là vui tai các bác. Trong này hiện tại là còn ba con mào non lên với một con mào bổi đấy các bạn, một con mào bổi non lên, một con bổi mà bốn con à, đây mới hai con này. À bên góc kia hai con nữa, nó là hai con nữa. Chả biết là đôi nó là con nào đây,
cứ thấy con nào bỏ lên xong rồi con nào mà ghép đôi tối ngủ với nhau là bắt ra thôi các bạn. Ở nhà bố em nhìn trông mãi chưa biết được, cái này mình phải theo dõi xem, theo dõi nó kêu nó hót thì mình mới đi mới biết được. Đấy, con than này nổ cả ngày các bạn, hót kinh lắm các bạn. Các bác nhá, em cũng quay qua một chút vì đợt này em chưa làm được cái gì cả, chưa có thời gian để về để làm chỗ sinh sản mà là mấy cái chỗ cái ổ cái giá cho nó là cái tổ nó để nó đẻ được đâu các bác, chưa làm được nữa chứ. Đây, em quay qua này các bác, em chuẩn bị vào bên trong nhà ngoại bên đấy, hôm nay em có tang các bác, tang này em về có việc quay qua các bác một chút, cũng lâu lắm em không 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 quay video rồi, không ra video trên kênh thì các bác thông cảm cho em nhé. À, có thời gian được thì em quay em đăng được các bác.